Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay lại với kênh Máy Móc Việt Nam. Thì hôm nay là em Đào Quân và Quý sẽ giới thiệu cho anh em hai dòng máy hàng có thể nói là ngang tài ngang sức nha. Anh em xem tới video, tới cuối video để xem nó như thế nào, hình hài nó như thế nào mà em có thể nói là ngang tài ngang sức nha anh em. Rồi thì con mà trong vali ở phía bên em nè anh em, con này là con Protest, đây thương hiệu lâu năm của dòng máy hàng. Tiếp đến, đây cũng là một cái vali, bên trong nó là đến từ thương hiệu Jagro. Sắc máy to hơn một tí, sức mạnh cũng thể là có thể là nhỉnh hơn một xíu nha anh em. Anh em chờ xem, bên em bóc máy ra và cùng test máy nha anh em. Rồi thì bây giờ em sẽ khui cái con Protest trước nha anh em, khui ra cho anh em xem luôn. Nguyên kiện của nó thì sẽ có một cái vali rất là xịn sò cho anh em nha. Đây vali. Vali trong này thì nó sẽ đựng đầy đủ là dây hàng nè, dây hàng kẹp mát của máy luôn nha anh em, dây hàng kẹp mát, dây đeo, búa gõ sỉ. Rồi nó có cả mo hàng cho những anh em nào mới mua dòng sản phẩm về tập hàng nữa nha. Đây kiến không thể thiếu đó là con máy rồi anh em. Sát máy siêu nhỏ gọn, anh em có thể là bỏ cốp xe đi công trình được nha. Con này là đến từ thương hiệu Protest nè anh em, dòng hàng là 200, nhỏ gọn mini cho anh em. Đó, đến lượt em không chịu kém cạnh nha anh em. Vẫn là một cái vali rất là xịn, màu đen huyền bí. Đó, đi theo máy là một dây hàng và kẹp mát. Đó, con này sử dụng jack là jack to, loại jack to cho anh em nha. Và một cái dây đeo để anh em có thể làm việc trên cao rất là tiện lợi. Đó, một cái búa gõ sỉ. Đó. Đây là con máy của các anh em đây. Dòng này đến từ thương hiệu Jagro, sử dụng công nghệ Nhật Bản. Mã của nó là MMA325. Đó thì con này á, dòng hàng của nó lên đến là 325 nha anh em. Bên trước nó sẽ có đồng hồ báo dòng hàng nè, chỉnh dòng. Sử dụng công nghệ EGPT. Đó, công nghệ hiện nay là EGPT rất là tốt, rất là tiên tiến của dòng máy hàng nha anh em. Tiếp đó là hai cái cổng sử dụng jack to nè, rất là chắc chắn. Và con này body nó cũng là kiểu nhỏ gọn, anh em có thể làm đi công trình, làm việc trên cao. Con này đó, ưu điểm của nó là chuyên que 3 ly 2 nha anh em, có thể hỗ trợ que 4 ly, số lượng có hạn. Đó. Rồi, thì quay lại với con Protest này thì em sẽ nói rõ hơn về cái mã của nó nha. Con này nó có mã là MK200 nha anh em, dành cho anh em. Bên đây sẽ có trước, phía trước, mặt trước của nó sẽ có là đồng hồ báo dòng hàng. Đây là nút tăng chỉnh dòng hàng. Còn phía dưới sẽ là jack nhỏ để anh em sử dụng. Đây. Thiết kế thì là màu đen, đen vàng nha anh em, khá là độc đáo luôn. Nó cũng sử dụng là EGPT, inverter, chế độ tiết kiệm điện cho anh em mình nha, điện năng. Con này thì có thể hàng que từ 1 ly 6 nè, tới 4 ly cho những anh em nào mà hàng que số lượng nha. Đó, sẽ có một số thông số cho anh em nè. Rồi phía sau của nó thì sẽ là có công tắc và quạt tản nhiệt ở mặt sau của máy. Đó, sau khi tìm hiểu đầy đủ thông số của hai con máy thì anh em mình tiến hành test con máy xem hai con này con nào mạnh hơn nha anh em. Dạ rồi, xin chào anh em nha. Để mà anh em thấy được độ hiệu quả của hai con máy thì em sẽ chỉnh là mát dòng hàng của con máy luôn, để cho anh em dễ dàng so sánh được. Em sẽ thử đốt là que 2 ly rưỡi, 3 ly 2 và 4 ly luôn nha cho anh em nha. Trước thì em sẽ thử là que 2 ly rưỡi trước nha. Đây, để cho anh em thấy được cái độ hiệu quả của nó luôn. 1, 2, 3, vô. Rồi, để tiếp theo á, thì em sẽ test là que 3 ly 2 nha anh em.
Rồi hết que nha anh em. Rồi tiếp theo thì chơi cái que hạng nặng nha anh em, 4 ly luôn, que 4 ly. Rồi giờ thì chơi que 4 ly luôn nha anh em. Dạ rồi, sau khi mà anh em cùng em trải nghiệm que 2 ly rưỡi, 3 ly 2 và 4 ly thì anh em thấy hai con máy này sao anh em? Bây giờ em sẽ bật mí cho anh em cái giá luôn nha. Giá nó siêu rẻ luôn mà là hợp lý cho những anh em nào hàng công trình. Đó, anh em cần một con máy hàng công trình nha. Con mà Protect này á, MK200 thì giá nó sẽ bán là 1.850.000 dành cho anh em nha. 1.850.000. Con này thì thông số đưa ra nó sẽ là cho anh em hàng tới que 3 ly 2 nha, 2 ly rưỡi, 3 ly 2. Còn anh em hàng mà que 4 ly anh em hàng giúp giùm em là số lượng ít nha. Con bên này cũng vậy, em sẽ đấu giá cho mình luôn. Con này là mã của nó MMA325, hãng là Jackro nha anh em. Đó, Jackro, giá 1.990.000 dành cho anh em luôn. Con này thì nó cũng có thể là đốt que 2 ly rưỡi, 3 ly 2 và 4 ly thì anh em kéo giùm em là số lượng ít nha. Đó thì đã trải nghiệm và cùng biết giá trị của con máy rồi, anh em thích cái dòng nào thì chốt đơn giúp em cái con máy đó nha. Con nào đáp ứng được công việc của anh em thì anh em chọn cái con đó giúp em, bằng cách là anh em có thể gọi đến cái số hotline em để bên trên, cũng như anh em có thể đến tận cửa hàng ở địa chỉ là 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Những anh em nào ở xa không có thể đến được trực tiếp cửa hàng để test máy và đem máy về thì có thể chốt đơn qua những cái nền tảng như là Tiki, Lazada, Shopee, Top. Anh em yên tâm, bên em sẽ kiểm tra hàng trước khi anh đưa con máy đến tận tay anh em nha. Anh em nào cảm thấy yêu mến em và quý cũng như yêu mến máy móc Việt Nam thì hãy để lại một subscribe cũng như nhấn vào cái chuông bên cạnh để nhận được cái thông báo sớm nhất khi bên em ra những video mới nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em.